Xin chào mọi người nha, chúng ta lại gặp nhau rồi và hôm nay mình sẽ tiếp tục trong series chia sẻ về các cách trả lời các câu hỏi đi phỏng vấn. Thì hôm nay sẽ là một câu hỏi cũng cực kỳ thú vị, đó chính là tại sao bạn lại chọn công ty chúng tôi? Thì đây là một cái cách hỏi khác của nhà tuyển dụng về hỏi là bạn có biết gì về công ty của chúng tôi hay không? Đó. Bởi vì các bạn hiểu không? Bởi vì các bạn đi nộp đơn xin việc á, sẽ có hai trường hợp. Một là bạn đang thất nghiệp, bạn không có việc gì để làm, là bạn sẽ đi nộp hồ sơ bất kỳ công ty nào bạn mà bạn không có nghiên cứu. Thứ hai là bạn là nghiên cứu rõ về công ty đó rồi, là nó có sẽ có sự đặc biệt hay là khác biệt gì so với công ty cũ của bạn á, là bạn sẽ nộp. Thì thay vì cái đây nó hỏi á, mục đích để cho bạn biết thử về biết rõ về công ty không này, biết về quá trình lịch sử này, rồi sản phẩm này, vân vân vân, để các bạn hiểu về công ty, để các bạn tránh mà sau khi bạn mua làm á, là các bạn bị chán và các bạn cảm giác thấy nó không hợp như lúc đầu mình gọi là mong muốn nữa. Thì có những công ty là hỏi vừa vô hỏi là em có biết gì công ty không. Như mình đây, mình đã từng gặp đi phỏng vấn, đã gặp một công ty rồi, họ hỏi thẳng luôn là em hãy cho tôi biết về quá trình lịch sử của công ty. Thì cái này ngày xưa mình cũng được phím từ trước rồi. Thì biết các bạn biết hỏi yêu cầu gì không? À, biết hết là năm thành lập này, rồi chi nhánh là ở đâu này, rồi tổng giám đốc có là ai này. Bạn ghê không? Hỏi rất là kỹ luôn. Đối với những công ty lớn á, là họ sẽ rất là muốn tìm hiểu bạn là có tìm hiểu kỹ công ty bạn không? Hiểu về gọi là khái quát về công ty. Nếu mà bạn trả lời càng rõ càng tốt. Giống như mình kể đó, kể ra sơ đồ bộ máy công ty bạn ghê không? Nhưng mà với câu hỏi này á, thì chúng ta sẽ không phải kể như vậy, mà chúng ta sẽ lấy một vài cái thông tin trong công ty để chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Thì trước hết mình sẽ ví dụ cho bạn nha. Đầu tiên là tại sao bạn chọn đi chúng tôi. Thì bạn sẽ bảo là đầu tiên là bạn chọn vì danh tiếng này và sự nổi tiếng của công ty. Ví dụ bạn là cái là tôi thấy công ty mình thực sự là rất là nổi tiếng, và trong ngành gì gì đó nó cho thấy cái môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao, vì vậy tôi rất muốn làm việc trong của công ty mình để có thể phát triển bản thân. Đó là một lý do. Có nghĩa đầu tiên là bạn dựa vào là bạn cái là danh tiếng của công ty cực kỳ cao, có thể qua mạng xã hội này, TV này, đài báo này, bất kỳ thông tin gì mà bạn kêu là bạn có thể nói là do danh tiếng công ty quá nổi tiếng đi, mình sẽ rất muốn là có cơ hội để gọi là thử sức ở vị trí này. Đại loại như những thông tin như là công ty Vin chẳng hạn, Vingroup chẳng hạn đó bạn không, chỉ cần nghe tên Vingroup là bạn đã thấy nổi tiếng rồi. Cái ví dụ thứ hai của mình á, đó chính là những bài báo về cách giải quyết tình huống của công ty. Ví dụ giống như là những công ty mà nó về chuyên về thực phẩm hoặc là có vấn đề về môi trường á, thì bạn có thể trả lời như mình ví dụ nha. Ví dụ bạn có thể nói là cách đây không lâu tôi có đọc được bài báo về một vị giám đốc mới của công ty đang có cách xử lý tốt về môi trường. Tôi cảm thấy rất là khâm phục về tình huống này. Ở đây á, mình sẽ cho nhà tuyển dụng thấy á, thứ nhất đó chính là mình coi trọng cái gọi là cái tôn chỉ làm việc của công ty, hay là cái gọi là cái định hướng á. Ví dụ như là công ty bảo vệ môi trường này, đó, giải quyết cho người dân về môi trường. Và cái thứ hai ấy, mình đang gọi là khen ngầm sếp giải quyết vấn đề này. Đó. Có nghĩa là mình sẽ cho thấy họ, mình thấy là mình gọi là rất là thích cùng lùng lòng với cái hướng của công ty á. Các bạn có thể thấy những ở trên báo đài là các sự cố rất là nhiều. Và cái cách mà họ giải quyết mà cái scandal á, các vấn đề truyền thông á, là thế nào, bạn có thể lấy ví dụ ra đó. Đó. Hoặc đó là những công ty còn lớn nha. Ở ví dụ thứ ba là mình có thể là như mình đi. Mình sẽ lấy ví dụ là tôi có một vài người bạn làm ở bộ phận này, và tôi nghe được phản hồi từ họ là công ty mình rất là tốt, môi trường cực kỳ phát triển, thân thiện. Và tôi được biết những nhân viên ở bộ phận này
hầu hết họ đã thăng tiến lên một vị trí cao hơn rất là nhiều rồi. Đó, nghe thấy mắt lòng không? Có nghĩa là họ được nghe phản hồi từ nhân viên chính của công ty mình là khen công ty là cực kỳ tốt luôn, và cho thấy là công ty họ có một cái chế độ công việc thăng tiến minh bạch và rất là rõ ràng trong công việc, không có mập mờ ấy. Nhiên bạn 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 khen là nhân viên, là khen công ty tốt này, môi trường tốt này. Thứ hai là tất cả những người ở vị trí đó khi vào làm á đều đã được thăng cấp lên làm sếp rồi. Đó bạn thấy không? Khen vậy thì sao mà họ có thể từ chối mình được? Ở cái thứ tư đi. Thứ tư là mình sẽ chia sẻ, thứ tư mình sẽ lấy một cái ví dụ về công nghệ chính xác. Thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng á, là hiện tại là công ty này họ đang gọi là bắt kịp xu thế thế giới. Họ có những cái công nghệ mà hiện tại là so với mặt bằng chung á, là chưa có. Có thể ví dụ như các bạn ở làm phim này, các bạn làm ở phim 3D đó, thì có những cái công nghệ mà thì nó chưa gọi là chưa cập nhật tới á. Giống như là dùng máy quay xịn này, rồi phần mềm xịn này, đại loại như vậy các bạn ạ. Kiểu như là bạn có thể khen, bạn có thể khen mà kêu là công ty sử dụng các công nghệ mới, mà tôi đang gọi là đi, tôi rất muốn là học hỏi những công nghệ đó. Đó các bạn không, đó là những thứ mà bạn tìm hiểu được từ công ty, những thứ mà tất cả các công ty cùng ngành họ không có, mà chỉ có công ty có thôi. Đó là một cái cách mà mình có thể nêu ra. Họ sẽ khen, họ sẽ chắc chắn là biết là ồ, ứng viên này có tìm hiểu này. Và cái cuối cùng mình muốn chỉ cho các bạn á, thì cái này đúng rồi, đó chính là bạn có thể lấy lý do, bạn có thể lý do là trong quá trình tìm hiểu công ty, tôi thấy công ty mới thành lập được vài tháng, có nghĩa là đối với những công ty mới thành lập, ví dụ trong vòng 6 tháng nửa năm ấy, bạn có thể nói lý do đó là tôi thấy được công ty mình mới thành lập và tôi muốn là một nòng cốt của công ty và cùng cùng chung tay phát triển công ty thật là lớn mạnh hơn. Bởi vì ở cái mức độ đó là nhân viên hiện tại là cái mô hình và quy mô nó rất là nhỏ, thì tôi hy vọng mình tôi thấy là rất là phù hợp với mình và tôi hy vọng sẽ cống hiến hết sức của mình là sẽ là một nòng cốt cốt cán của công ty đó. Bạn sẽ cho họ thấy là bạn có một con một cái gọi là chí cầu tiến và cũng đã tìm hiểu kỹ về công ty. Bởi vì các bạn biết rồi, những công ty mới á là họ rất cần những người có gọi là chí cầu tiến á và cái niềm khát khao muốn cống hiến. Chứ mà tuyển những người mà vô gọi là sao được thì nó không còn gọi là ý chí của những startup rồi, những công ty mới mới lập này, thành lập rồi. Thì đây là năm cái ví dụ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn á. Các bạn nhớ nhé.